Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp nhá. Nếu các bạn thấy hay, ý nghĩa thì cho mình xin like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình sẽ đi vào chi tiết tô màu đúng không ạ? Vậy tô màu xong chưa? Vậy thôi. Về đi. Ủa đi lên. Thank you.
Như vậy xem của mình nữa là kết thúc như vậy.